Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay số bên mình sẽ lên làm cái video thanh lý một số sản phẩm của thương hiệu Makote, mà là một trong những cái thương hiệu đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường Việt Nam và cũng đang dần dần là sánh ngang với mấy thương hiệu nổi tiếng như là DCA, Bose hay là Makita. Thì hôm nay thì mình sẽ làm thanh lý một số sản phẩm như ở trên video mọi người đang nhìn thấy. Đó là dòng đục của Makote. Thứ nhất là con màu đỏ với cái bìa màu đỏ ở đây, và cái bìa này là hai con này là mã sản phẩm là giống nhau nhưng mà chỉ khác nhau ở màu. Thì con này là đục hai chức năng cả với mọi người. Thì bên mình đang giá bán sale với giá của nó là 1.390.000 miễn phí vận chuyển. Hai con này hiện tại đang trên thị trường đang bán với giá là 1.550.000, thì mọi người có thể tiết kiệm được là 160.000. Đấy. Còn con này bên mình là con chuyên đục 17 ly Makote, thì hiện tại bên mình đang sell với giá của nó là 1.750.000 miễn phí vận chuyển. Còn trên thị trường hiện tại bây giờ nó có giá là 1.950.000. Đấy, nó chênh nhau là 200.000, còn hai con kia là chênh nhau là đồng giá là 1.390.000. Đấy, nó giảm được 160.000 so với cái giá hiện tại bây giờ. Tại vì sau khi cái lô mới bên mình nhập về thì mình muốn thanh lý một số cái lô cũ đi. Thì bây giờ mình sẽ đến chi tiết hai con kia trước nhé. Hôm nay mình sẽ đến chi tiết hai con khoan, hai chức năng của Makote trước. Mình sẽ bóc hộp, mở hộp song song gửi cho mọi người cùng thấy. Đây, bên ngoài như mọi người cũng thấy này, đây là cái thông số cơ bản của máy này. Đây, mã của sản phẩm cả hai con này đó là HD019 của Makote và công suất của nó là 900W. Đây là công suất thực nhé. Tốc độ không tải của nó là 850 vòng trên 1 phút, 100% ở dây đồng. Đấy. Bây giờ mình sẽ bóc hộp cho mọi người cùng theo dõi chi tiết xem là sự khác biệt giữa hai con mà cùng một mã sản phẩm này sẽ như thế nào. Đây. Cả hai con đều có logo dập nổi của Makote trên thân nhé. Vỏ cực kỳ chắc chắn này. Mọi người cùng nghe. Đấy. Do là mặt hàng cũ nên là nhìn nó hơi xấu một tí, nhưng mà chất lượng thì mọi người cứ yên tâm đi. Bảo hành chính hãng 12 tháng và có thể một đổi một trong 7 ngày. Tại vì bên lô mới thì bên mình đã đang sẵn có. Đây là toàn bộ giá cũ mình để lại. Hai con cùng thể đều giống nhau, gồm có một lọ tra dầu mỡ, một bộ chổi than dự phòng và một dụng cụ để tháo mình thay dầu mỡ bên trên. Đấy, cùng có sách hướng dẫn và thẻ bảo hành của Makote nhé. Song song đây nó là một tặng kèm theo là một bộ mũi khoan, chắc là 5 mũi. Vâng, đúng là 5 mũi. 3 mũi khoan bê tông. Nó có kích thước là 8, 10 và 12 và 2 mũi đục nhọn dẹp. Đấy. Con này cũng trông cũng vậy. Tại vì mẫu mã sản phẩm là nó giống nhau mà. Vâng, con này nó cũng vậy, cũng có 5 mũi. Đấy. Cũng 3 mũi khoan bê tông và 2 mũi đục, một nhọn và một dẹp. Mình sẽ bỏ gọn vào một bên, đi vào đến chi tiết của máy. Đây là hai cái chấm bụi của hai con máy này nhé. Đây là máy của chúng ta. Đây là hai mẫu mã cùng một sản phẩm thương hiệu Makote, và nó có mã sản phẩm là giống nhau, HD019 của thương hiệu Makote, dòng khoan hai chức năng. Thì mọi người cùng tham khảo, chứ là hai màu khác nhau thôi, còn chất lượng là y chang nhau. Đây cũng là tem thông số của nhà máy, 900W và tốc độ không tải của nó cũng là 850 vòng một phút, chạy điện là 220V. Đấy. Cái bầu để bảo vệ cho rotor và stator thì một bên thì là màu tím và một bên là màu đỏ. Đấy. Cái trục đựng như con này cũng thế này, nó cũng là màu đỏ nhé, nó ngược màu này. Nó hơi ngược màu một tí để làm sao để làm cho cái độ nổi bật của con máy nó lên thôi.
Về phần thân thì là một bên là bằng bằng thép nhưng mà là bằng sơn tĩnh điện, còn một bên là giả vân đá. Con bên vân đá thì nhìn có vẻ là đẹp hơn này. Còn là những người mà không thích vân đá thì người ta có thể chọn con như này. Đấy, nhìn bóng. Cũng là đầu trùm SDF. Phía bên trên đây là cái công tắc mình có thể được thay đổi chế độ này. Cả hai con giống như trang nhau. Đấy. Cái hộp phía bên trên này là hộp mỡ thì mình thỉnh thoảng mình có thể là phải là bỏ là bôi trơn đi, tại vì cấu tạo của con đục ấy thì là nó cấu tạo gồm bên trong gồm có hai cái gioăng của lực đấm và hai cái gioăng của piston, thế nên là phải tra dầu mỡ để cho lượng mỡ để vào đều, thì với hai cái gioăng đấy thì nó mới hoạt động trơn tru được. Đấy. Ngược lại ở phía hai bên hông đó là thương hiệu Makute dập nổi này. Ở còn ở phía đáy đây nó là cái phần mà là bao đựng của rotor và stator. Hai vị trí bên hông đó là vị trí thay chổi than, thì mình có thể dùng tô vít mình tháo này ra, mình có thể thay chổi than này, cực kỳ là bảo vệ cực kỳ tốt này. Dây điện mọi người cùng tham khảo đấy, dài 2 mét mình có thể thay đổi bán kính làm việc dễ dàng này, và đặc biệt là nó có thêm một cái bao đỏ đỏ như thế này này, nhìn rất chi là đẹp nhé. Đấy. Giá bán của hiện tại con này mình đang bán thanh lý nó là 1.390.000 miễn phí vận chuyển, thì bên hiện tại bên mình chỉ còn có hai con này thôi, thì mọi người nhanh tay đặt hàng để nhận được cái sự ưu đãi này. Còn nếu như bây giờ giá bán hiện tại của giá mới máy mới lô mình mới nhập về thì giá bán hiện tại của bên mình nó là 1.550.000, thì chênh nhau 160.000 đấy mọi người. Bây giờ mình sẽ đến chi tiết con máy đục chuyên 17 ly của Makute. Đây là cái con máy chuyên đục 17 ly của Makute, thì có thông số bình thường đây, mã của nó đây. DH35. Đây là điện áp này, còn đây là công suất của nó là 1.900W này, còn tốc độ không tải này là 3.800 vòng trên 1 phút này, lực đập của nó là 30 J. Hai con này thì lực đập của nó sẽ là 5 J đúng mọi người. Đây mình sẽ bóc hộp cho mọi người. Logo dập nổi của Makute nhìn rất đẹp. Đây mọi người cùng nghe, mọi người cùng xem, của hai bên đều là logo dập nổi của Makute nhé. Mọi người nghe tiếng hộp nhé, chắc chắn á. Con này giá hiện tại bên shop đang bán là 1.750.000. Còn hiện tại trên thị trường mình đang bán là 1.950.000. Trên nhau là 200.000. Bên trong máy thì được tặng kèm theo hai mũi đục 17 ly. Nhọn và dẹp nhé mọi người. Một lọ tra dầu mỡ này. Một bộ chổi than dự phòng để trong một cái hộp. Một thẻ bảo hành chính hãng của Makute và một sách hướng dẫn nhé. Đây mình sẽ đến chi tiết con máy. Đây như mọi người cũng thấy này, cái chi tiết tổng thể này, cái thiết kế này. Bên này thì cái logo dập nổi của Makute thì nó sẽ nằm cái gần vị trí mà cái mũi đục của mình nhá. Đây. Nằm gần cái vị trí tay cầm phụ của mình này, tay cầm phụ này. Có báng cao su này, cũng có logo dập nổi của Makute màu đỏ này, đẹp này. Có thể thay đổi được 360 độ, dễ dàng thay đổi vị trí làm việc. Đấy. Tay cầm chính cũng thế này, tay cầm chính thì có công tắc, đây là công tắc chính này và đây là chế độ làm việc liên tục của nó. Máy đây là bầu máy, rotor và stator bên trong. Con này là thiết là màu là giống với con đục hai chức năng của Makute mình vừa giới thiệu nhé, màu là giống nhau. Đây là bên trên đây là chỗ để thay tra dầu mỡ, mọi người cùng xem. Đấy. Bộ chổi than thì là nó gắn liền luôn với cái chụp như thế này, thì mình muốn thay chổi than thì mình phải tháo hai con ốc này, nó khác với hai con hai chức năng kia thì có hai con ốc đây mình có thể tháo được nhé. Đây vị trí đầu tháo lưỡi này. Nhẹ nhàng nhé. Rất đẹp ạ. Hàng này toàn bộ là 100% là hàng chính hãng nên mọi người hoàn toàn có thể yên tâm.
và mọi người có thể một đổi một trong vòng 7 ngày được kiểm tra máy và test máy trước khi thanh toán. Cái đấy là cái không thể bỏ qua được rồi, cực kỳ quan trọng đối với người mua máy, nên là mọi người yên tâm khi mua hàng bên mình. Để liên hệ đặt hàng thì mọi người có thể liên hệ đặt hàng với số điện thoại ở bên dưới màn hình, thì bên shop sẽ gọi điện và xác nhận cho mọi người chuyển đến con máy mà mình thích hợp nhất, hay là con máy mà mọi người muốn mua. Và mọi người có thể là inbox cho mình ở trong cái fanpage mà mình đăng cái video này nhé. Và trước khi thanh toán thì mọi người có thể được kiểm tra máy và tiện máy, nên là rất là yên tâm. Nếu mọi người thấy video này hay và hữu ích thì mọi người hãy cho mình một nút đăng ký like và một nút đăng ký kênh để ủng hộ shop. Sẽ làm thêm nhiều cái video review chính hãng của thương hiệu Makute, một trong những thương hiệu đang khẳng định vị thế của mình trên thị trường Việt Nam. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong những clip tiếp theo.